Nyamane Aya Samato Kontanya Savirachang Vitamalang Dhamma Chakum Utapayang Kinti Samutaya Dhammang Sapantang Nirodha Dhamma Antipavati Pecha Bhagavata Dhamma Chake Pumma Deva Sadhamanu Savesum Ketam Bhagavata Paranasiyang Isipatane Mikataye Anuttarang Dhamma Chakam Pavatitam Apativatiyang Samanena Vakramanena Vathivena Vamarena Vabrahmuna Vakena Jivaloka Samindhe Ummanam Devanam Satan Sutavacha Tumarajika Deva Satamanuasa Vesum Chatuaha Chikanam Devanam Satan Sutavata Vatim Sadeva Satamano Savesum Tavatim Sanam Devanam Satan Sutavaya Madeva Satamano Savesum Yamanam Devanam Satan Sutava Tusita Deva Satamano Savesum Tusitanam Devanam Satan Sutava Nimmanarati Deva Satamano Savesum Nimmanarati Nam Devanam Satan Sava Paranimita Vasavati Deva Satamano Savesum Paranimita Vasavati Nam Devanam Satan Sutava Brahmakayika Deva Satamano Savesum Ketam Bhagavata Paranasiyam Isipatane Mikathaye Anuttarang Dhamma Chakam Pavatitam Apativatiyam Samanena Vabrahmanena Vadhevena Vamarena Vabrahmuna Vakena Jivaloka Samindhe Itihatena Kanena Tena Muhutena Yava Brahma Loka Sato Akukha Chi Ayantata Sasahasi Loka Tatu Sankampi Sampakampi Sampavedi Apamano Cha Ola Ro Opa So Loke Patura Hosi Ati Kamme Vathevanam Devanupavam Atako Pakhava Uthanam Uthane Si Anja Sivata Pokonthanyo Anja Sivata Pokonthanyo Ti Iti Hitam Anja Samato Kontanya Sa Anja Kontanyo Tavevanam Aho Siddhi. Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối.
Dạ con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Hiệu tên từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 11, kinh văn từ bi hỷ xả hóa giải hận thù, học Phạn ngữ cách của danh từ. Quyết pháp tiết sẽ do Ngài Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng biểu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Pali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 11, kinh văn từ bi hỷ xả hóa giải hận thù, học Phạn ngữ cách của danh từ. Quyết pháp tiết sẽ do Ngài Tệ Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh của con, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về giáo trình Phạn ngữ Pali và một phong phạm hôm nay của chúng ta là chúng ta học về ngữ cách của danh từ gọi là quyết tiết. Như chúng ta biết, danh từ bi hay nói đúng hơn là danh từ loại gọi là nam sắp đáp
tức là gồm có danh từ Nam Nam Á, tỉnh từ Vun Nam Á và đại danh từ Sapanam Á. Ba cái tự loại đó được gọi là danh tự loại. Danh tự loại này được sử dụng theo ba tính: nam tính, trung tính, nam tính, nữ tính, trung tính. Theo tám ngữ cách quy thập tiết và hai ngữ số của tên nát. Tám ngữ cách đó là chủ cách, đối cách, sở dụng cách, chỉ điện cách, xuất sự cách, sở thuộc cách, định sự cách và vô cách. Trừ ra một vài trường hợp đặc biệt như là nhân xưng đại từ âm h và tâm h thì nó không có chia theo tính thôi. Và tất cả đại từ đó thì chia có bảy ngữ cách chứ không có tám, tức là ngoài trường vô cách. Thì hôm nay chúng ta nói riêng về, chúng ta nói về cái ý nghĩa sử dụng theo tám ngữ cách của danh từ loại. Chủ cách Patthamak Vipatti, chủ cách dùng để chỉ một cái danh từ hay một cái đại danh từ hoặc là một cái tỉnh từ mà nó làm chủ ngữ cho câu, chủ ngữ của động từ. Thí dụ danh từ Buddha là Đức Phật, vì danh từ Buddha này là danh từ nam tính, vì ngữ á, do đó nói đến câu mà Đức Phật thuyết pháp thì trong câu Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật là chủ ngữ của câu, chủ ngữ của động từ thuyết. Do đó chữ Buddha chia theo dụng cách là Buddho. Ở trong cái tiếng Việt của chúng ta thì bình thường hễ chúng ta nói cái từ nào thì chúng ta để nguyên từ đó, chúng ta không có biến, chúng ta không có biến đổi. Thí dụ như Đức Phật là Đức Phật, nhưng không phải như trong tiếng Pali Buddha trở thành Buddho. Nhìn vào cái chữ Buddho Thamang Di Se Ti là chúng ta biết được câu này, chữ Buddho là chủ cách, là chủ ngữ của câu. Cho nên chúng ta dịch chữ Buddho Thamang Di Se Ti là Đức Phật thuyết pháp.
Cách thứ hai, ngữ cách thứ hai của danh từ là đối cách, đối với giáo quyền pháp tiết. Đối với giáo quyền pháp tiết thường dùng làm túc từ hay là đối từ trực tiếp cho động từ. Thí dụ như trong cái câu mà Bố Thô Tham Măng Đi Sê Tí là Đức Phật thuyết pháp, thì bây giờ nếu mà chúng ta nói các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật, thì lúc bây giờ Đức Phật là túc từ của động từ đảnh lễ quanh đảnh tiếp. Cho nên trong câu này thì chữ Phút Tháp lại được chia theo đối cách, tức là Phút Thăng, chứ không còn là Bố Thô nữa mà là Bố Thăng. Upasaka Bố Thăng Aphiwa Đền Tiếp là các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật. Ồ, xin lỗi quý vị, xin lỗi của Nhật Quỳnh. Ở trong bài học của chúng ta thì cho một cái thí dụ là Gamang Gachami, là tôi đến làng. Chữ làng ở đây là đối cách, nhưng mà vì câu chủ cách đó, lấy chữ Phú Thô, cho nên ở dưới chúng tôi muốn chia cái chữ Phút Thăng đó để chúng ta dễ so sánh, dễ nhận biết. Cho nên cô Nhật Quỳnh không có không thể đưa cái câu thí dụ lên được, vì học ngoại ngữ đó. Thí dụ người Phật tử chúng ta đọc cái chữ Gamangachami, Ahang Gamangachami là tôi đi đến làng, thì người Phật tử thấy chữ Gamang tưởng đâu đó cũng chỉ là danh từ của làng, thì đương nhiên họ hiểu là đi đến thì phải đi đến làng, cho nên họ không thấy cái sự biến đổi cái ngữ cách. Vì vậy cho nên chúng tôi mới dùng cái câu thí dụ khác, Upasaka Puthang Aphiwa Đền Tiếp là các cận sự nam đảnh lễ Đức Phật. Để cho chúng ta so sánh cái chữ Phút Thô là chủ cách, nhưng mà Phút Thăng là đối cách. Không biết là
Dạ, kính cung thỉnh ngài Thầy Siêu cầm mic trở lại ạ. Chúng tôi đánh cái không có đánh được cái chữ Bali ở trong cái trong room, cho nên cho quý vị một cái thí dụ khác. Thì quý vị đánh không được, không biết chữ Tôn Đức có vị nào bỏ dấu dùm cho tiếng Bali Upasaka. Puthang Aphiwa Đình Tí, chỉ chữ Puthang đó là tốt từ của động từ Aphiwa Đình Tí. Do đó tốt từ của động từ thì chúng ta xài đối cách. Rồi sử dụng cách tất thì giống như pháp tiếp. Cái sử dụng cách đó thưa quý vị, thật ra bây giờ chúng ta chỉ học sơ khởi, và cảm ơn sự từ tri của Bà Sa Ca của thằng Qua Đình A Phi Qua Đình Tí. Sự từ tri đánh dùng cái tiếng Bali đó được rồi. Quý vị thấy cái chữ Putho ở trên, Putho Thamang Đê Sê Tí, Putho là chủ ngữ, là chủ cách. Nhưng mà khi nói đến đảnh lễ Phật thì nó là Puthang. Chia cái cách đó, nó cũng có ba từ thôi, cũng có ba từ thôi. Có lẽ là các vị tiện về theo dõi tám buổi cách thì chúng tôi sẽ sử dụng cái từ phút tháp để cho quý vị xem. Bây giờ sử dụng cách thường dùng trong ý nghĩa phương tiện của hành động, hay nói lên sự hợp tác. Thì nói phương tiện của hành động, thí dụ như dịch cái nghĩa là do, bằng, với, bởi. Thí dụ như cái câu khi nãy đó, mà chúng ta nói rằng Buddho Thamang Đê Sê Tí là Đức Phật Thuyết Pháp. Bây giờ chúng ta xài sử dụng cách đó, thì chúng ta xài như thế nào? Chúng ta chuyển cái chữ thâm măng trong câu đó nó thành cái chữ thâm mô. Chữ bút thô trong cái câu chủ cách đó thì chúng ta chuyển thành chữ bức thề ná, chữ đê xê tí, động từ đê xê tí. Lúc bây giờ chúng ta phải chia thành thủ động thể
đi chậm. Quý vị chú ý theo dõi. Thí dụ một là Bố Thô Thăm Măng Đê Xê Tí. Chữ Bố Thô là chủ cách. Thí dụ hai, Upasako Bú Thăng Áp Phí Hoa Đền Tí. Các cận sự năm đảnh lễ Đức Phật thì chữ Bú Thăng là đối cách. Nhưng câu thứ ba là giáo pháp được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn, chữ Bú Thê Ná lúc bây giờ là sở dụng cách. Chúng ta xài chữ sở dụng cách. Tất nhiên chỉ có một thí dụ là chưa nói hết được ý nghĩa của sử dụng cách ở trong tiếng Pali, nhưng mà chúng ta hiểu đại khái người. Sau này có những cái từ nào ở trong câu, ở trong cái bài học, trong cái bài đọc đó, thì chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe trường hợp đó sử dụng cách được sử dụng trong ý nghĩa đó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ hiểu một cách chung chung cho dễ là Tham Mô Bố Thê, Bố Thê Ná Đi Xí Giả Tí là giáo pháp được thuyết, được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Bây giờ chúng ta lại nói đến cách thứ tư là chỉ định cách. Chỉ định cách tức là cho tốt thắt ở nguyên pháp tiết. Cách thứ tư thường dùng làm túc từ gián tiếp cho động từ, hay là túc từ cho những phân từ cho những danh động từ, hoặc để nói lên cái mục đích. Bây giờ nói về túc từ gián tiếp. Thí dụ như chúng ta nói Xí Giả Tí, khi nào tôi nhờ bỏ dấu thì sư bỏ dấu, sư từ tri, sư để nguyên cái chữ đi Xí Giả Tí. Đó là động từ thuộc động thể, chứ không phải đi Xí Giả Tí, bỏ chữ gia đi, vậy trường hợp đó bỏ đi, đi Xí Giả Tí. Để vậy đó. Thì ở đây thưa quý vị, thí dụ như chúng ta nói túc từ gián tiếp cho động từ, túc từ gián tiếp cho động từ, thì chúng ta nói
Thí dụ như ông Trần Phú, ông Bá Hộ, ông Bá Hộ cúng dường thức ăn đến Đức Phật, thì ở đây xét thi T hai chữ T chấm bên dưới Y trường âm A ha răng chữ A trường âm ha trường âm răng M chấm bên dưới chữ pu chê tí chữ pu trường âm. Cái câu này sửa lại thành tiếng Bali cho nó gọn gọn cho nó rõ thôi đi. Sati Buddhasa Aharam Pujiti. Thì ở đây trong trường hợp này chữ Aharam, chữ A trường âm luôn, Aharam là vật thực thức ăn, chữ Aharam à, đúng rồi. Thì ở đây chứ, khi mà chúng ta nói đến chỉ định cách thường làm túc từ gián tiếp cho động từ, thì chữ cái vật mà để cúng dường đó, thì cúng dường cái gì? Cúng dường vật thực thì Aharam là đối cách. Nhưng mà cúng dường đến ai? Đến Đức Phật thì Buddhasa chỉ định cách. Chữ Buddhasa là chỉ định cách trong trường hợp đó. Hay là làm túc từ cho danh động từ, thì ở đây chúng ta có thí dụ Nam Mô Phật Thầy giá. Nam Mô là một bất biến từ hay là một phân từ của cái động từ Namati, là lễ bái, là kính lễ. Và cái chữ Buddhaya đó, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, chữ Buddhaya là chỉ định cách bởi Ayasa, là cái biểu ngữ chia của chỉ định cách. Buddhasa cũng được mà Buddhaya cũng được, cái đó là chúng ta xài chỉ định cách. Chỗ này chúng ta không thể xài đối cách Nam Mô Bổn Thân được, chúng ta không thể xài đối cách trong câu Nam Mô Bổn Thân, và chúng ta phải xài chỉ định cách là Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Buddhasa, Nam Mô Buddhasa. Rồi thì chúng ta có cái bài lễ bái, bài tụng Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Chúng ta giải nghĩa đi. Hoặc là để nói lên cái mục đích thôi, chúng ta chỉ học đến từng đó, chứ nói nhiều nhiều ý nghĩa của quý vị nắm không được. Để trong tương lai mai mốt, thì chúng ta gặp cái chỗ nào mà có cái từ chỉ định cách mà xài trong nghĩa mục đích, thì chúng tôi sẽ nhắc lại ở trong cái bài đọc để chỉ cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục nói đến cách thứ năm là xuất xứ cách. Panchama vipatti, chữ panchama vipatti, vipatti thường dùng trong ý nghĩa xuất phát hay là tách rời. Ý nghĩa xuất phát vậy là từ nơi. Thank you.
thí dụ, một cái thí dụ chúng ta cũng lấy chữ Buddha để thí dụ. Thì ở đây chúng ta nói rằng là tôi có niềm tin từ Đức Phật. Tôi có niềm tin từ Đức Phật. Cái chữ Aham Buddhamha chữ sát thăng Sambano Humi, thì chữ sát thăng đối với vị chữ sắp hăng ở phía sau chúng ta để chữ em bò chấm dưới giùm đi. Chữ bút thăm ha, chữ ha ở phía sau trường âm a hăng. Quý vị nghe chúng tôi đọc, quý vị nhìn cái chữ Bali chúng ta sửa lại giùm tiếng Bali a hăng. Chữ A-hăng, A-hăng chứ không có chữ A luôn. A-hăng em mờ chấm dưới vậy thôi. A-hăng của thông hoa sạch thăng sâm ban lô. Học như vậy thì nó chậm quá. Chữ phú thông hoa đó. Dạ, dạ cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta lấy cái gì dấu chấm đó, kế cái chữ M lên là để chúng ta biết là chữ ăn được rồi. Chữ ăn được rồi. Ahang của thâm ha sát thăng Sambano Humi, có niềm tin từ Đức Phật là xuất sức cách. Nhưng mà chữ xuất sức cách đó nó còn dùng ở trong cái nghĩa là xài
túc từ cho các cái động từ có nghĩa là cách ly. Thí dụ như đối tôi rời khỏi nhà thì chữ động từ rời khỏi nikkhamma, nikkhamati, nikkhamami thì cái chữ nhà đó chúng ta phải xài xứ xứ cách, hoặc là một cái động từ có nghĩa sợ hãi. Thí dụ như nivo vyakhamha phanjati là con nai nó sợ con hổ. Bây giờ chỉ nói miệng thôi, đánh lâu quá. Nếu vừa lâu mà vừa mỗi tay trên đây quý vị để đó, rồi bây giờ sở thuộc cách, cách thứ sáu sạch thấu nguyên pháp tí thường dùng trong nghĩa sở hữu của ai đó. Thí dụ chúng ta nói Buddhasattamu, giáo pháp của Đức Phật, thì chữ Buddhasa nó giống như chữ Buddha. Cái sở thuộc cách đó, nó cái hình thức nó chia, nó chia tận cùng đó, nó cũng giống như là cái hình thức của cách vậy, nhưng mà chỉ như cách nó thêm như ai giá nữa, ai giá sát. Còn sở thuộc cách thì nó chỉ là sát a năng thôi, a năng là số nhiều. Còn xài định sự cách, định sự cách là chỉ cho ý nghĩa thời gian, nơi chốn, cái vị trí trên, trong, tại, ở. Trên, trong, tại, ở là nghĩa của định sự cách. Sách tầm ấm quyền vật tiết. Thí dụ chúng ta nói thầm hít cô thanh ô nát hít là không có sự nóng giận nơi Đức Phật, nơi Đức Phật không có cái sự nóng giận. Thì cái chữ phút thâm hí, phút thê, phút thâm hí, phút thát sinh là chia theo định sở cách, xài định sở cách. Còn định trực sở cách cũng chia theo thời gian. Nếu mà chia theo thời gian thì xài nhiều cách lắm thưa quý vị. Đối cách cũng chia thời gian được ê, ê căng sá ba dâm khắc hoa sa quát thi dâm. Một thời Đức Thế Tôn trú ở đâu đó, hoặc là Tasvin Samaje, vào thời ấy Đức Thế Tôn
bậc A La Hán chánh giảng đẳng giác trú ở đâu đó thì xài tác xuyên samaje, xài định xài cách cũng được. Sao? Hoặc sở dụng cách tê nó samaje nó cũng dịch là vào thời ấy được, xài định xài cách được hết. Ở xài ba cách, đấu cách, sở dụng cách và định xài cách để dùng chỉ thời gian được, nhưng mà chỉ vị trí và nơi chốn thì chỉ xài định sẽ cách thôi. Nuốt không trôi nhưng mà quý vị cũng cố gắng cố gắng nhai nuốt lên chứ này. Nhưng bây giờ học ở đây thì chúng tôi cũng biết phải học ở cách nào. Còn danh từ mà được chia theo vô cách á, thường dùng để kêu gọi, để xưng gọi ở trong cái câu đàm thoại. Trong bài học của chúng ta hôm nay có cái chữ phiết khâu quê. Phiết khú là vị tỳ kheo và phiết quê xài vô cách á, nghĩa là này các tỳ kheo. Cái chữ này các tỳ kheo đó, cái chữ này đó là cái giới từ, một cái trợ từ để dùng chỉ cho cái hô cách. Chúng ta đang phân biệt cái này cái kia đó. Cái này thì ớ, n ớ ikrit quyền ớ y ấy quyền ầy nợ ầy này. Còn chữ này các tỳ kheo thì chữ này là không có chữ, không có dấu ớ. Chúng ta đến và thế thôi quê này các tỳ kheo. Thì như vậy chúng ta có đến 8 ngữ cách. Để bí quá tận cùng của danh từ, để biến hóa cái chữ tận cùng của danh từ. Tận cùng ở đây chữ karanta là tận cùng, thì chúng ta có ác karanta, tận cùng ác. Ác a i i u u e o, nó có tận cùng hết như chữ bút thác hay là chữ sát tiết chắc khú. Chăm phu, tất cả những từ đó chúng ta xem cái chữ tận cùng là u u vô vật, chúng ta xài như vậy. Thì ở trong Bali đó, dùng ngữ cách nó có lợi ích là giúp cho mình nhận ra được ý nghĩa của các từ liên kết trong một câu dễ dàng. Bởi vì nếu chúng ta nói Buddha Thamma đề xe tí là chúng ta không biết muốn nói cái gì, nhưng mà người ta chia là phú thô thâm ăn đề xe tí thì chúng ta nhìn vào cái ngữ cách chủ cách phú thô, đối cách là phú thạ là thâm ăn, động từ là đề xe tí, thì chúng ta biết là câu này phải dịch là Đức Phật thuyết pháp. Nếu mà chúng ta nói thâm á phú thạ đề si gia tí, chúng ta không hiểu gì hết. Nhưng mà người ta nói tham mô phú thề ná
Desiyati, thì chúng ta hiểu rằng là giáo pháp được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta xài nghĩa để chúng ta xài được. Quán nát là khu rừng, Mi Gát là con nai. Nếu mà chúng ta xài quán nát Mi Gát thì chúng ta không biết muốn nói cái gì. Nhưng mà người ta nói quán năm hí Mi Gà là những con nai trong rừng, ta xài gì? Và khi mà chúng ta sử dụng biến cách của danh từ tận cùng, nó giúp cho chúng ta đơn giản hóa hình thức. Trong câu nó không có nhiều, không có nhiều từ, không có dùng những cái tiếng trợ từ. Khi mà chúng ta nói đến pháp được thuyết bởi Đức Thế Tôn, trong tiếng Việt chúng ta cái chữ Đức Phật hay Đức Thế Tôn mà chúng ta muốn nói đến là bởi Đức Thế Tôn, chúng ta phải thêm cái trợ từ bởi. Còn trong tiếng Bali khỏi chữ Phú Thác, chúng ta biến dạng thành Phú Thê Ná thì nó mang cái nghĩa là bởi Đức Phật. Cho nên ở đây khi mà chúng ta xài ngữ cách của danh từ thì chúng ta cần phải cần phải biết rõ cái lợi ích và hai cái lợi ích. Một là giúp chúng ta định nghĩa, xác định được ý nghĩa của từ đó, cái vai trò của từ đó ở trong câu. Thứ hai nữa là để người ta viết một câu nó có đủ ý nghĩa mà không cần phải dùng đến các cái trợ từ nhiều. Trong tiếng Pali thì vẫn có những cái liên từ, những cái giới từ, những cái trạng từ, những cái hư từ hay là những tháng từ, có chứ không phải là không có. Nhưng mà quả quần thì chúng ta mới dùng xài, còn mà không thì người ta chỉ sử dụng ngữ cách là để nói lên được rồi. Thì hôm nay chúng ta chỉ có học văn phạm bao nhiêu đó thôi, và trong bài học của chúng ta cũng có thêm cái phần phát âm. Trong cái tiếng phát âm này lại đề cập đến những cái phụ âm có dấu chấm, có dấu chấm dưới. Ta, tha, đa, đa, na, la. Áp lưỡi lên ốc giọng để đọc. Nhưng mà ở đây đó thì ở trên thế giới này, ở các xứ Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, họ cũng có tiếng Pali của họ. Họ viết theo cái bổn tự quốc cử của họ. Thì chữ của họ không có dấu chấm dưới. Còn ở đây khi mà chúng ta học Latin
chúng ta dùng những cái ký tự alphabet, cho nên chúng ta dùng cái ký tự để cho hiểu. Thí dụ như dantachat dùng răng thì chữ t, chữ tá, thác, đá, nát nó để trơn vậy đó là dùng răng dantachat. Còn taluchat thì ký âm bằng cách là chữ t chấm dưới, th chấm dưới, d chấm dưới, dh chấm dưới. Thật ra cái giọng mà ta luôn chán, chúng ta cái cách phát âm nó khác. Còn đánh ta chán dùng răng, cách phát âm nó khác. Quý vị muốn đọc, muốn đọc cái chữ tắc thác đá nát theo ta luôn chán ở Latin, chúng ta t chấm dưới đó, muốn muốn đọc được vậy thì chúng ta chú ý lưỡi cong lên, nóc giọng đánh bật ra, tát tát thát đá nát. Còn giọng răng thì lưỡi chúng ta phải đưa thẳng và đập vào hàm răng, đánh bật vào, tát thát đá nát. Khi mà chúng ta làm cái nguyên tắc đó đó, lưỡi đưa lên nốt giọng, không lên nốt giọng bật ra, hay là lưỡi thẳng vào cái hàm răng là bật vào, bật vô, thì như vậy là chúng ta sẽ phát âm được hai cái dòng chữ, hai cái dòng phụ âm này, hai cái nhóm phụ âm này. Ở đây chúng tôi chỉ chỉ đại khái cho quý vị sau này chúng ta muốn học tiếng Pali cho giỏi đó, một là chúng ta sanh về Ấn Độ. Nếu không sanh về Ấn Độ thì chúng ta sanh về xứ Tích Lan, chúng ta học Pali thì được thôi. Còn bây giờ chúng ta học để giao duyên. Bài học hôm nay thưa quý vị, chúng ta trở lại cái bài đọc thêm. Trong bài đọc thêm này chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị về ngữ cách của danh từ. Có một bạn ê thắc tâm hê phít khu vê bê ta sa gà tê hát chê ta sa ê căng đi sang phê đê ta vui hà thác phê khu vê hô cách này các chị kheo. Ê thắc là động từ mở lớn cách hãy đến. Này các tỳ kheo hãy đến. Cái chỗ này cái bản dịch để là hãy đến viên mãn một phương với tâm từ, với tâm câu hữu với từ, rồi an trú. Dịch thì nó sát văn phạm đó thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi không dịch như vậy bởi vì cái sự cho phép dịch từ đó bất biến bất cứ từ pharitava, chúng ta dịch trước cũng được mà chúng ta dịch kế động, dịch sau động từ cũng được. Tâm hê phiết khu vê quý hà rập khác, này các tỳ kheo các ngươi hãy sống pharitava biến mãn ê căng đi sang một phương bê ta sa kê tê đê chê ta sa với tâm câu hữu từ, với tâm câu hữu từ.
Chúng ta bỏ cái chữ với tâm câu hữu với từ, nó điềm ngữ ở hai chữ với. Chúng ta chữ metta sa hằng cà tê đó, chia tà sa là với tâm, chia tà sa là với tâm. Metta sa hằng cà tê đó, câu hữu từ được rồi. Cho nên Pharito Viharatha, hãy sống biến mãn. Chúng ta dịch cái chỗ đó cho nó sáng. Này các tỳ kheo, hãy đến, này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống biến mãn một phương với tâm câu hữu từ. Tập tha đúc văn cũng vậy, phương thứ hai cũng tập tha ta lời văn cũng vậy, phương thứ ba tập tha cho tốt thân cũng vậy, phương thứ tư. Iti uttamatho tiriyang sapathi sapatataya sapavantang lokang beta sahagate de cetasa vipulena mahagate na apamade na vere na apyapache na farita viharatha. Hãy sống biến mãn với tâm câu hữu từ, rộng lớn, quảng đại, vô lượng, không hận không sân, cùng khắp thế giới sắp vào thí lô căng hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới ở đây có một loạt từ sắp phát thí là tất cả ở phương sắp phát thai giác cùng khắp sắp phát quan tăng là vô biên giới. Thì trong cái đoạn kinh đó, ngài lại Đức Phật lại kêu gọi các tỳ kheo hãy đến, hãy sống biến mãn một phương, tức là một hướng, hướng đông hướng tây nam bắc á. Biến mãn một phương với tâm câu hữu từ, trên dưới uttamatho, trên dưới tiriyang là ngang, bên trên bên dưới bị ngang, sapati là hết thảy phương xứ, sapatataya là cùng khắp, sapavantang là vô biên giới. An trú biến mãn với tâm câu hữu từ, rộng lớn, quảng đại vô biên,
vô lượng, chữ appama đê đê ná là vô lượng, không có phân biệt, không hận không sân. Awe đê ná là không hận, avya bhacche ná là không sân. Thì cái đoạn trên là như vậy, đoạn dưới chỉ thay đổi karuna vahate na chita sa, hãy sống biến mãn một phương với tâm câu hữu bi. Mudita sankate na chita sa, hãy sống biến mãn một phương với tâm câu hữu hỷ. Upekha sankate na chita sa ekang di sang pharito viharatha, là hãy sống biến mãn một phương với tâm câu hữu xã. Phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy. Bên trên bên dưới bị ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp, vô biên, thì ở trong cái đoạn này đó, chúng ta chú ý ở chỗ là trong câu này xài chỉ có mỗi một động từ và quá khứ từ. Thí dụ như pha đi toa là biến mãn, sau khi biến mãn. Vi ha là tháp là an trú. Khi nói đến với tâm câu hữu từ, với tâm câu hữu bi, với tâm câu hỷ, với tâm câu xã, thì một phương hay là phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, từ đó xài đối khách. Với tâm câu hữu từ thì với tâm cittasa là sở sử dụng khách, và metta sankate na, karuna sankate na, mudita sankate na, upekkha sankate na, chúng ta xài sử dụng cách hết, chúng ta xài sử dụng cách hết. Còn lại thì cái chữ sapatthi, sapatthaya, sapavantan, cái đó là nó là một trạng từ, những trạng từ. Chỉ có chữ lô căn hay chữ lô cát là thế giới, thì cái chữ lô căn tức là xài đối cách, bởi vì nó là tốt từ của động, của danh, của quá khứ từ pha ri toa là biến mãn. An trú cả cái thế giới này, thế giới hữu tình. Thì chúng ta đọc lại cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu về cái đoạn này. Đề các tỳ kheo hãy đến, các ngươi hãy sống biến mãn một phương của tâm câu hữu từ, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy, cùng khắp thế giới, bên trên bên dưới bị ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên, vô giới an trú biến mãn với tâm câu hữu của từ, quảng đại vô biên, không hận không sân.
Này các tỳ kheo, hãy sống biến mãn phương với tâm câu hữu hỷ, với tâm câu hữu bi, công câu hữu hỷ, biến mãn một phương với tâm câu hữu xã, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, cùng khắp thế giới bên trên, dưới bị ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú bí mãn với tâm câu hữu, với xã, quảng đại, vô lượng, vô biên, không hận không sân. Bản dịch là như vậy. Rồi khi mà chúng ta đọc, chúng ta đọc khác hơn tụng, khi mà chúng ta đọc thì chúng ta phải ngừng ở chỗ nào đáng ngừng. Ê thách tâm hê phiết của quê là hô cách, những phiết của quê là hô cách, chúng ta ngừng ở đó. Bê ta sa ha ta ti na chia ta sa e căng đi săn phá đi toa vi hạ đạp thác, hân cầu là hại sống biến mãn một phương với tâm hữu từ. Tập tha đối tự dân, phương thứ hai cũng thế. Tập tha tất tự dân, phương thứ ba cũng thế. Tập tha chất tốt tăng, phương thứ tư cũng thế. Ý thức của tham bát thô thì là dân sắp bát thí sắp bát tà tài giá sắp bà văn tăng lô căng bê ta sa hà kà tê nát chê tà sa vũ kù lê nát mà hát kà tê nát áp bạc ma nê nát áp vê rê nát áp gia bạc chê nát phá rê toa vi hà rạc thác là hãy sống biến mãn thế giới trên dưới bề ngang hết thảy vô biên xứ, cùng khắp vô biên giới với tâm câu hữu từ rộng lớn quảng đại vô lượng không hận không sân. Rồi ở trong bản kinh đó, thì để là Karuna Sahagate nó chia tại xa B. Chữ B nằm ở trước, nằm ở giữa ba chấm, ba chấm trước và chấm sau. Chữ B đó là chữ Pai La Giác. Chữ Pai La Giác, chúng ta học thêm cái chữ chữ này một chút. Chữ P đó chữ P có nghĩa là chữ bây giờ chữ chữ pay gia lá, vị nào thêm cái chữ trường âm chữ gia, chữ gia pay gia, pay gia lá.
Dạ, xin cảm ơn. Cái chữ P đó, viết tắt của cái chữ P, bây giờ là có nghĩa là đoạn trùng. Chữ đoạn trùng, đoạn trùng lập á, đoạn trùng lập. Ở trong kinh đó, trong bản dịch có nhiều vị cái chữ P, các vị thấy ba dấu chấm, các vị các bị dịch là vân vân. Không phải. Cái chữ vân vân á, là cái chữ A Đi. Chữ A Đi. Thêm các vị chữ chữ A trường âm sư tự tri đánh dùng cái chữ A Đi. À, chữ A Đi, chữ A Đi đó là vân vân. Còn cái chữ chữ P là P Gia Lá, có nghĩa là đoạn trùng, đoạn trùng lập. Chúng ta cần phải hiểu cái chữ viết tắt trong tiếng Pali. Thì hôm nay chúng ta chỉ học vui thôi, có ý nghĩa về cái sự tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì quý vị đã từng nghe ở trong trung bộ kinh Chư Tăng đã giảng giải rồi, cho nên ở đây chúng tôi không có nói thêm nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học về văn phạm tám ngữ cách của danh từ hôm nay ở đây, cùng với bài đọc là từ bi hy xả, an trú từ bi hy xả. Bây giờ xin được dứt lời ở đây, kính chúc quý ngài được an lạc, và chúc Phật tử chúng ta được vui vẻ để học tiếng Pali. Dù khó nhưng mà cũng ráng nở nụ cười hoan hỷ, đừng có nhăn. Rồi bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa thực sự. Và thượng tọa thực sự, trước khi thỉnh thượng tọa đề nghị đó, muốn hỏi thượng tọa một điều, đó là thực ra nói chuyện với sư Tuệ Tri thì cũng có một chút phân vân, là không biết là khi mà soạn cái giáo trình Pali như thế nào để cho nó thích hợp cho sư huynh giảng. Và đặc biệt có hai điều mà muốn nêu lên ở tại đây. Thứ nhất á, là thí dụ ngày hôm nay á, chúng ta học một ngày mà học về tám cái biến cách của danh từ, nó có dài quá không? Dạ, tại vì trong cái giáo trình mà Pali Hàm Thù mà sư huynh giảng biết á, thì thực sự biết cho người ta đọc, biết cho người ta đọc trên sách là tương đối là nó cô động. Nhưng mà nếu mà mình trích ra mình giảng một từng bài, từng phần một thì nó có dài quá cho người học không? Có dài quá sư giảng đây không? Và điểm thứ hai đó là sư Tự Tri cũng muốn là có phần bài tập. Dạ, học thì có phần bài tập. Thì nếu mà mình thí dụ một tuần mình có 5 câu dịch từ tiếng Việt sang Pali, Pali tiếng Việt á, mình rốt cuộc rồi thì cái người dạy như thượng tọa Từ Siêu vừa đưa lên câu đưa câu để làm bài đọc mở lời luôn thì nó có vấn đề gì không? Đang rất là phân vân về chuyện này. Thật ra xin được hỏi thượng tọa Từ Siêu là chúng ta có nên trở lại cái cách dạy chậm hơn như trước đây, như bài học trước đây, hay là chúng ta nên lấy thẳng bài ở trong cái quyển Pali Hàm Thù? Và thứ hai nữa là có nên làm bài tập ở trong lớp học này không? Xin cái thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại.
Kính bạch thượng tọa giáo đẳng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chúng ta học tiếng Pali, chúng ta tùy theo cái hoàn cảnh, học ở lớp hay là học ở trên mạng, chúng ta tùy theo thời gian, có nghĩa là chúng ta quy định cái khóa này bao nhiêu tiết học, hay là vô thời hạn, chúng ta mới sắp xếp được cái giáo trình. Còn những trường hợp chúng ta nghĩ rằng là cái quyển Pali Hàm Thụ của chúng tôi soạn là để cho người tự học ở nhà, tự nghiên cứu, và cái quyển đó thì nó phải đi kèm với cái quyển sách học Pali. Theo từ vựng học Pali, luyện dịch học Pali, đàm thoại, cái quyển sách học Pali của chúng tôi nó có 3 mục đó, thì phải đi kèm với cái quyển Pali Hàm Thụ. Thì cái bộ sách đó là để dành cho cái người tự học ở nhà. Còn khi mà chúng ta học ở trên mạng ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là không nên dùng Pali Hàm Thụ để làm cái giáo trình, bởi Pali Hàm Thụ đem ra đây đó, ở trong đó giải thích lý thuyết nhiều để cho người nghe học Hàm Thụ thôi. Rồi lên trên này đó thì chúng ta học có cách như thế này. Thí dụ chúng tôi gợi ý như thế này, thượng tọa giác đẳng có thể soạn dựng cái giáo trình lên thế này. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta chỉ học danh từ năm tánh vị ngữ á, chúng ta cho một năm tánh vị ngữ á chứ không nên cho lộn xộn. Hôm trước đó là có một, khi mà nói đến những cái từ năm tánh vị ngữ á là chúng ta không có phân biệt vị ngữ á, danh từ vị ngữ á là chúng ta đưa vào trong đó có danh từ năm tánh trung tánh. Bây giờ chúng ta quy định là danh từ năm tánh vị ngữ á trước, danh từ trung tánh vị ngữ á chúng ta cho một số từ, rồi danh từ nữ tánh vị ngữ a chúng ta cho số từ. Chỉ ba cái đó thôi, a được rồi. Rồi với chúng ta nói rằng hôm nay học về chủ cách của danh từ, đối cách của danh từ, để chúng ta rút ở ra một từ
những từ đó để cho Phật tử họ chia. Thí dụ chúng ta cho chữ Buddha Dhammasangha thì chỗ cách là Putho Thamu Sankho, ngôi làng là Gamo, nhà ghê hạ là ghê hô, chia vậy. Tập cho họ chia cách đó, rồi cũng là Putha Dhammasangha, nhưng mà chia theo đối cách thì người ta sẽ chia là Puthang Thamang Sankhang Gamang Gihang vân vân. Cho họ chia mỗi một ngày học vậy đó, chỉ học hai ngữ cách thôi, hai ngữ cách, mà hai ngữ cách đó phải ứng dụng với ít nhất là 10 từ, 10 danh từ, 10 danh từ năm tánh vị ngữ á, 10 danh từ trung tánh vị ngữ á, rồi cái bữa khác cái qua vị ngữ a thì chúng ta báo cho biết rằng vị ngữ a thông thường chỉ là danh từ nữ tánh thôi. Được, chúng ta nêu ra những từ vựng sau đây, thì chúng ta nêu ra cỡ khoảng chừng 5-10 từ như là Vanita Kanya, Vanita đàn bà, Kanya là con gái, hay là Satha là đức tin, Panya là trí tuệ, Mala là vòng hoa chẳng hạn. Thì chúng ta nêu ra xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu cho chia chủ cách số ít số nhiều. Số ít là A, số nhiều là A, A, U. Thì bây giờ chúng ta chia Vanita, Vanita, Vanita U là người bà, những người đàn bà. Kanya, Kanya, Kanya U là cô gái, những cô gái. Chúng ta cho chia vậy. Thì những chữ còn lại đó, những chữ còn lại chúng ta chỉ tiêu biểu cho một từ để chia thôi. Những chữ còn lại thì để cho Phật tử chia ở trên bảng, mỗi người chia. Nhưng mà nếu mà ai tự giác để học cho giỏi đó, thì chúng ta đừng thấy người ta chia, người ta đánh cái chữ lên rồi chúng ta bắt chước. Chúng ta phải tự mình biết, tự mình biết cách để chúng ta chia. Thì như vậy đó, chúng ta vừa không phải thụ động, mà vị thầy dạy, rồi chúng ta tự làm bài tập, làm bài tập đưa lên. Chúng ta có cái cách ta làm bài tập gì. Cái cách học thứ hai nữa đó, hồi nãy có cô Phật tử như cô Thoại Vân nha, tôi đề nghị học tiếng Bali là để đọc tụng. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải học tiếng Bali để đọc tụng không. Nếu đọc tụng không thì học chừng dài buổi học là chúng ta tụng đọc được rồi. Nhưng mà chúng ta học luôn văn phạm. Thí dụ trong ngày hôm nay đưa cái đoạn kinh đó, cái đoạn kinh này, thì bây giờ phân đoạn ngắn thôi, tới cái chỗ Ê thạch tâm hê phí khổ vê mê ta sa hạ gà tê na chê ta sa ê căng đi săn phá đi toa quý hà đạc thác ta tha đu tư dân ta tha thất tư dân ta tha kết tục thăng. Chúng ta lấy nhiều ra thôi. Rồi cái vị cơm thầy xong rồi đó, là bắt đầu Phật tử chúng ta đưa tay lên giống như quý vị học quốc pháp cú mà quý vị ngâm kệ vậy đó. Tại sao học pháp cú mà quý vị lên ngâm được thì cũng lên đọc ê a vậy. Nhưng mà chúng tôi có nghe rồi là Phật tử chúng ta vì không có ai đọc cho nên quý vị đọc không có đúng chữ. Ai muốn ngâm sao ngâm, muốn ngâm nga như thế nào thì ngâm nga, đọc như thế nào, đọc trật cũng được, đọc trúng cũng được, cũng xa thú hết. Thì cái đó đọc riết thì chúng ta hư giọng Bali hết.
Do đó cho nên quý vị nghe đọc đi đọc lại ba lần, rồi bắt đầu mỗi người lên cầm mic, chúng ta bắt đầu đọc. Thí dụ như cô Nhật Quỳnh cầm mic lên, sẽ mời cô Nhật Quỳnh đọc bài, thì cô sẽ đọc e tha tâm he phi cụ quê meta sa cà tê đa chê tà sa e căng ni sang pha ri toa quý hà rà tháp tà tha đú tì dân tà tha tà tì dân tà tha cho tôi thăng. Nhưng mà cái này sư đọc chứ không phải cô Nhật Quỳnh đọc nha. Không biết cô Nhật Quỳnh đọc có trúng vậy không, không biết. Nhưng mà sư đang thí dụ thôi. Thì bây giờ như vậy đó, là sau mỗi một buổi học văn phạm thực tập chia cách, thì đến cái giờ sau đó là quý vị sẽ trả bài bằng cách là được chư tăng hướng dẫn cho cách đọc, không phải hướng dẫn từ chữ, mà quý vị dò theo bài đó. Khi mà vị sư đó hướng dẫn đọc xong rồi, quý vị mới cầm mic lên để mà quý vị đọc. Bởi vì trong cái ngày học Pali của chúng ta đó, suốt 2 giờ đồng hồ là chúng ta chỉ học đó thôi, chứ chúng ta không có thảo luận. Quý vị nhớ dùm là cái ngày học Pali không có thảo luận. Ngày học Trung Bộ Kinh thì có thảo luận giữa chư tăng và chư tăng. Cho nên các Phật tử chúng ta chỉ ngồi nghe không làm mất thời gian. Nhưng mà cái ngày học Pali là ưu tiên, là cái ngày này là quý vị phải là người thực tập, thực hành. Thì cái nguyên cách của chúng tôi, cái phương pháp của chúng tôi dạy là như vậy. Không biết trình bày có hợp ý với Thượng Tọa Giác Đẳng và Thượng Tọa Giác Đẳng có quan hỷ hay không. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Thầy. Sao thú kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu và Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa quan hỷ trả lời thêm việc mà có hỏi Thượng Tọa là chúng ta có nên có những cái câu như trong bài đọc để luyện dịch từ Bali sang tiếng Việt, Việt sang tiếng Bali không? Tại vì thế này đó, là hiện nay nếu mà có những bài luyện dịch đó, thì cái người mà nêu ra và người trả lời là một mình Thượng Tọa thôi. Không biết anh trong lớp học có ai luyện dịch không? Thì xin thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ cho biết, cái thỉnh Thượng Tọa Hoàng Hỷ trở lại. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ phải đến cái giai đoạn mà đưa ra những cái câu bài tập để cho các Phật tử học viên chúng ta dịch. Nhưng mà giờ này nó chưa có đúng thời. Bởi tại sao? Giờ này đó, chúng ta chưa có học được văn phạm là bao nhiêu. Ít nhất là chúng ta phải học cho thông thuộc về 8 ngữ cách biến thể của danh từ, 5 tánh vị ngữ á, nữ tánh vị ngữ a, trung tánh vị ngữ á, và một số động từ. Đơn giản như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu làm bài tập. Còn bây giờ quý vị còn quá ngỡ ngàng. Thí dụ như hôm nay học về nam tánh vị ngữ á chia theo chủ cách, chúng tôi sẽ cho Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ cho tô đậm, viết chữ đậm cái hình thức biến thể của nó là ô số ít, a số nhiều,
số ít là A, O, số nhiều là A. Đó là chỗ cách. Đó cách số ít là A, số nhiều là A, E, số nhiều là E. Rồi mới bắt đầu thí dụ ở dưới những danh từ như là tham mát, sang khát, vô thác, pun sát hay là kumara chẳng hạn, thì bắt đầu chia. Quý vị sẽ chia chỗ cách kumara, chỗ cách là gì? Chúng ta nói số ít là kumaro, số nhiều là kumara. Những đứa bé trai hay là những đứa bé trai, đối cách số ít là kumarang, số nhiều là kumare. Chúng ta tập chia như vậy đó. Thì khi mà chúng ta tập chia như vậy nó quen rồi đó, mai mốt đó, đến giờ là bài tập đó, thì chúng tôi sẽ cho một cái câu là bài tập. Ví dụ như nói Mito, 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 Mito Kumarang Baharati. Quý vị dịch cái câu đó đi. Thì bây giờ chữ Mito, Mita là thằng bạn, là người bạn, là thằng bạn. Chữ Kumara là cậu bé. Thì chúng ta nhìn thấy trong câu Mito là chúng ta biết là chủ ngữ của câu bị nó chia theo chủ cách Kumara. Mà trong câu bài tập để Kumarang là chúng ta biết là đối cách. Và động từ Paharati có nghĩa là đánh đập. Thì chúng ta nhìn vô cái câu ba từ đó, chúng ta biết là thằng bạn đánh cậu bé. Rồi vậy là chúng ta được 10 điểm liền. Chúng ta được 10 điểm đi. Còn nếu mà chúng ta gặp cái câu mà Mito Kumarang Paharati mà chúng ta dịch là cậu bé đánh thằng bạn, thì là chúng ta sẽ ăn zero. Bởi vì cậu bé chữ Kumarang nó là đấu cách, thì không thể nào mà dịch thành chủ ngữ được. Cái đó vậy, cho nên chúng ta chú ý dịch thì được, nhưng mà nó công phu thú vị. Nhưng có lẽ là chúng tôi sẽ hợp tác nó được như thế này nè, là để chúng tôi công việc nhiều quá. Chứ thôi mỗi ngày tới ngày dạy đó, thì sáng ngày hôm nay tới ngày dạy thì chúng tôi sẽ cho một cái bài phân phạm, rồi cho bài thực tập, cho cái bài dịch, bài luyện dịch. Rồi thượng tọa giác đẳng thì cho cái bài đọc, cho cái bài đọc với chú thích từ. Thì thôi làm vậy đi. Lúc đó chúng tôi sẽ theo dõi, rồi chỉ nhờ sư tuệ tri đệ tử của tôi sẽ đánh vi tính cái bài học đó, gửi đi kèm với cái bài đọc của thượng tọa giáo đẳng chung lại. Thì ngày hôm đó được xem như là chúng ta có hai bài. Một phần có hai phần. Một phần là học văn phạm với lý thuyết và thực hành, mà chính chúng tôi là người ra bài. Và một bài là đọc hiểu, thì thượng tọa giác đẳng sẽ ra bài. Thượng tọa muốn trích cái đoạn kinh nào cũng được, sẽ ra bài. Rồi sau khi mà quý vị học ở trong lớp làm bài tập rồi, thì đến khi mà đọc bài đó,
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đọc tụng Pali của cái đoạn kinh mà Thượng Tọa Ý Đảm đưa ra đó. Thì chúng tôi đọc cho nghe một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, rồi cho một người nào đó, cho mỗi lớp thay phiên nhau, một ngày 5-10 người tùy theo giờ giấc của chúng ta, sẽ cầm mic để chúng ta đọc. Đọc chừng nào mà chúng tôi không phải dễ dàng mà sa thú đâu thú vị. Đọc trúng chúng tôi mới sa thú, chứ còn đọc sai chúng tôi a sa thú tức là không tốt. Thì như vậy chúng ta có thể là chúng ta cải tiến lại cái giáo trình học của chúng ta chút, theo cái sự đề nghị của Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng ta cải tiến chút xíu để cho nó phù hợp. Và một là chúng tôi cũng dễ dàng trong cái việc giảng dạy, thứ hai nữa là nó có lợi ích thiết thực cho lớp học, tức là không quá khó mà cũng không phải quá dễ. Còn như là chúng ta học theo cái giáo trình Pali Hằng Thụ, trích bài trích đoạn ra để mà đọc đó, thì cái ngày đó là người nào dạy người đó sẽ hiểu, người nào dạy người đó hiểu chứ cái lớp không hiểu. Và lâu ngày quý vị chán nghe nói tới giờ mà Phản ứng Pali riết thì chỉ còn có một vài người thôi. Thì theo ý kiến tôi là như vậy, xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sao thú cái trường thưa quý vị, trước tôi cũng xin thưa rằng dạy thắng pháp Abhidhamma và dạy Pali ở trên online như là trong phao thóc rung rung thì đòi hỏi chúng ta phải cải thiện cái cách dạy liên tục để dần dà chúng ta có một cách dạy mà mang đến một cái kết quả tốt. Thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng Paul Thoth đã cho chúng ta một cái phương tiện rất là tốt, và đồng thời chúng ta có chư vị giảng sư, nhất là Thượng Tọa Tuệ Siêu, là một cái việc rất là hiếm. Không phải dễ dàng đi tìm một vị giảng sư mà có cái chiều sâu và có nhiều kinh nghiệm như vậy. Bây giờ thì chúng ta phải dõi dẫm từng bước một để tìm một cách thức nào đó mà quý vị học có thể tốt hơn. Thì chắc chắn rằng điều mà chúng ta làm đó là chúng ta cải thiện để mình thử thôi. Ví dụ là hôm nay chúng tôi mới thử lấy quyển Pali Hàm Thụ vào đây thì Thượng Tọa Tuệ Siêu nói rằng hơi nhiều, và chúng tôi sẽ trở lại với cách là giảng ít lại. Khi một ngày mà học 8 cách nhiều quá sẽ giảng ít lại. Bây giờ thì để thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Tuệ Quyền ở Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang mặt ở trước máy, Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Một lần nữa, dạ. Hôm nay có Thượng Tọa Tuệ Quyền thì để thỉnh Thượng Tọa đó giúp cho quý Phật tử đọc cái đoạn kinh ngắn này. Bài kinh ngắn này là một bài mà chúng ta nên học thuộc. Mỗi một ngày học Phạn ngữ thì có Thượng Tọa Tuệ Quyền hay đi học tính thỉnh quý ngài để hướng dẫn quý vị đọc một bài. Bài này là một bài tụng để thể hiện cái tâm đại bi của chúng ta. Dạ. Ở trong đời này đó, trong đại bi chỉ là sự cảm thông, sự lòng trắc ẩn hay sự thương xót. Những ai đã khổ xin hết khổ, những ai sợ đang sống trong sợ hãi xin hết sợ hãi, những ai đang sầu muộn xin cho hết sầu muộn. Và mình mong tất cả chúng sanh đều như vậy. Dạ, câu này chỉ đang tụng rất là thương, quý vị cũng nên học. Bà Thánh Thượng Tọa Tuệ Quyền hoan hỷ đọc cho 10 lần bài này hướng dẫn quý Phật tử. Và sau đó thì chúng ta sẽ bước sang một phần khác. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ, thưa quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúng con kính lễ đến Chư Tăng. Chúng tôi kính chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn Thượng Tọa. Dạ, bây giờ quý vị nào bắt tiếp dùng nha. Dạ. Đúc khắp bát ta, chánh đúc kha, Hayabhata
Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Dukkha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Mantusape Vipanino Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape 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 Vipanino Dạ dạ mô Phật Dukkapata Chanidukha Phayapata Chanipaya Sokapata Chanisoka Hontusape Vipanino 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 Dạ con kính cung thỉnh thường tôi quay trở lại con đọc được nhiều lần lắm rồi.
Và những lần đọc chậm tôi cũng đọc rất là chậm, nhiều nhiều lần luôn. Cho kinh cũng thỉnh thoảng quay trở lại. Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thú kính trên thượng tọa Thiện Quyền. Thưa quý vị, sau khi tọa Thiện Quyền hướng dẫn quý vị đọc, thì chúng tôi xin có một vài cái chú thích để quý vị có thể nhớ rõ cái trường âm và đoạn âm ở trong câu này. Chữ đúc khắp bát ta, cả bốn chữ đều là đầu âm dài hết. Thật ra thì bốn cái âm này đó, ở trong này chữ đúc là âm nhấn, tại chữ sau chữ đúc là ngắn, nhưng mà có chữ ca, cái phụ âm phía sau thì đọc đúc. Rồi đáng lẽ là chữ khác, nhưng mà nó lại đi với chữ bát ta, thì nó đọc khắp. Chữ khắp là chữ A, chữ P, nó cũng là dài. Ở trong tiếng Phạn đó thì cái chữ mà có phụ âm phía sau đó thì người ta đọc nhấn, nhưng mà đọc nhấn mạnh, nhưng mà tiếng Việt Nam mình thì cái intonation nó không có. Dạ, thỉnh thoảng có đặt câu hỏi chúng ta có lên giọng xuống giọng, nhưng mình bình thường chúng ta không có đọc như vậy. Nên chỉ quý vị nhớ là đúc khắp bát ta, cả bốn âm dài, chát ngắn, chá ngắn. Nít đúc kha là cả đều âm dài hết. Đúc khắp bát ta cha nít đúc kha, tức là đúc khắp bát ta là cái khổ đã đến rồi. Dạ, những ai đã bị khổ, những ai đã bị khổ chỉ bát ta, bát ta. Những ai đã bị khổ cha nít đúc kha, nít đúc kha là xin cho hết khổ. Dạ, phá giáp bát ta chữ phá ngắn, phá chữ phá là ngắn, giáp đúng là phá giá là ngắn hết, nhưng mà chữ giáp á, tại đó nó là kết nối với chữ bát ta đó. Phá giáp bát ta thì phá ngắn, giáp dài, bát dài, ta dài, chá ngắn. Dạ, níp phá gia thì chỉ níp phá gia, chữ níp là dài, phá ngắn, gia dài. Payapata chanipaya chanipaya ya payapata chanipaya ya payapata chanipaya chữ phá ngắn, giáp dài, bát dài, ta dài, chá ngắn. Nip dài, phá ngắn, da dài, chanipaya ya. Sokapata, cả bốn âm đều dài hết. Sokapata, sokapata. Chá nít sô ca, chữ chá ngắn. Nít dài, sô dài, ca dài. Chá nít sô ca. Sô ca pa ta, chá nít sô ca. Hôn tú, hôn tú là động từ to be, là hãy là, và hãy có, hãy được. Sắp bê bí là tất cả. Ba ní nô, ba ní nô, chữ ba ní là loài hữu tình, là chúng sanh. Và hôn tú sắp bê bí ba ní nô, chúng ta dịch là nguyện muôn loài chúng sanh. Dạ, nhưng mà bởi vì ở trong đây là cái văn, cái thể kệ, và ở trong Pali á, thì đôi khi thưa quý vị, người ta để cái chủ từ động từ họ để bất cứ ở vị trí nào. Ở đây chủ từ động từ đặt ở cuối cùng, thành ra câu á là những ai, những chúng sanh nào chữ ba ni no á, nó lại đi vì chúng đúc khắp bát ta, ba ni no đi phải giáp bát ta, ba ni no đi tới sô khắp bát ta. Đây là cái hành văn của Pali, chúng ta dịch là nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Thì mỗi lần mà chúng ta xem TV hay nghe tin tức về thiên tai, chỗ này bị bão lụt, chỗ kia bị chỗ kia bị hỏa hoạn, chỗ đó bị chiến tranh, thì thay vì chúng ta chắc lưỡi hít hà, thay vì chúng ta ngồi đó mà bực bội, bực tức, thì chúng ta thử nhắm mắt lại, đọc một lần Dukkha Pata Chani Dukkha Paya Pata Chani Paya Soka Pata Chani Soka Ho Tu Sap Ve Vipa Nino. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, và người sầu hết sầu bi. Cái cách nhìn này đó giúp cho chúng ta khuân tập được tâm bi, và hơn là tâm hận thù. Lấy ví dụ như là mình nghe một cuộc nợ bên Trung Đông, bên Syria, mình theo cái thói quen coi tin tức bình thường đó,
mình thấy bên Nga, bên Thổ Nhĩ Kỳ, bên Syria, bên Do Thái bắn nhau giết nhau đó, thì mình bên này đúng, bên kia sai. Cái nhìn đó thì là cái nhìn thường tình, nó không được gì hết. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy một cảnh chiến tranh, mình nghĩ rằng ở chỗ đó có bom đạn, ở đó có đau khổ, ở đó có sợ hãi, ở đó có sầu muộn. Mà mình đọc lên câu này đó, thưa quý vị, lâu ngày nó tạo cho chúng ta một cái chủng tử. Chủng tử đó là đại bi tâm. Dạ, chúng ta có cái tâm bi. Và do cái tâm bi đó, nó lợi lạc cho chúng ta nhiều lắm. Mỗi lần mình nghe ở ai đau khổ thì Dukkha Pata Chani Dukkha Paya Pata Chani Paya Soka Pata Chani Soka Ho Tu Sape Vipanino, nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Chúng ta bây giờ đang bị sống theo một cái tâm lý là chạy theo thời cuộc hay bị phản ứng. Và nhiều khi mình không có nhớ cái gốc của mình. Cái gốc của mình là con của Đức Phật. Cái gốc của mình là người được Đức Phật dạy, là mình tu tập tâm từ tâm bi. Bây giờ thưa quý vị, tâm chúng ta nó vọng động lắm. Mình sống, mình cứ hàng ngày nghĩ chuyện đúng sai phải quấy theo bên này, theo chửi bên kia, bên vực bên nọ. Và rồi lâu ngày chúng ta mất đi cái chất của chánh pháp ở trong lòng của chúng ta. Và chánh pháp mà trong lòng chúng ta là làm theo lời Đức Phật dạy. Bất cứ hoàn cảnh nào thì nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Và chúng ta thường tụng những câu này đó, nó làm cho chúng ta được an ổn. Cái khổ trên thế gian này ở đâu cũng thấy hết chứ. Nếu chúng ta mở mắt ra thì chúng ta có thể thấy rất nhiều cảnh khổ. Và nếu thấy cảnh khổ mà chúng ta có thể thể nhập vào trong cái tâm đại bi của chúng ta được, thì quả thật là một điều rất là lợi lạc, không phải đời này và cả đời sau nữa. Cuộc đời này tất cả rồi sẽ đi qua, nhưng mà những người nào sống bằng tâm từ tâm bi thì chính tâm từ tâm bi ở lâu ngày nó tạo nên một cái thường nghiệp, nó tạo nên một thói quen, và nó sẽ giúp chúng ta tránh đi đau khổ. Dù đời sau chúng ta sinh ra mà không có gặp Phật pháp, mà chúng ta sinh trong một cái nền văn hóa lạ, một cái tôn giáo lạ, mà chúng ta thấy đau khổ thì chúng ta cũng còn có cái chủng tử. Lúc đó khởi tâm là nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sẽ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, và người sầu hết sầu bi. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính còn ở trước máy không vậy? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính quan hệ cho biết. Một lần nữa xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Để thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh và một đoạn kinh mà chúng tôi trích trong kinh Hàng Ma. Kinh Hàng Ma là bài kinh mà chúng ta sẽ học ngày mai. Ở trong bài kinh này nói về trường hợp thời Đức Phật Các Cuốc Sanh Thả, tức là ở trên trái đất của chúng ta thì có tất cả là 5 vị Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật thứ tư xuất hiện trên trái đất. Đức Phật đầu tiên là Đức Phật Các Cuốc Sanh Thả. Thì thứ vị thời Đức Phật Các Cuốc Sanh Thả thì Ngài Mục Kiền Liên. Bây giờ Ngài sanh là một loại chúng sanh có nhiều năng lực, gọi là Ác Ma Đu Sĩ. Dạ, Ác Ma Đu Sĩ. Thì thưa quý vị, Ác Ma Đu Sĩ này có nhiều năng lực và đã thực hiện một cái pháp thuật gọi là quỷ ám hay là ma ám, khiến cho tâm của các vị gia chủ, của các vị Bà La Môn sanh ra cái tâm ghét, thù ghét các vị tỳ kheo. Và chửi các vị tỳ kheo rất là nặng, bởi vì Ác Ma Đu Sĩ nghĩ rằng làm như vậy thì tâm của các vị tỳ kheo sẽ vọng động, và tâm các vị tỳ kheo vọng động thì dễ bị chi phối. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn Các Cuốc Sanh Thả biết như vậy đó, nên Ngài dạy chư tỳ kheo với cái đoạn kinh mà hồi nãy Thượng Tọa Thừa Sư có hướng dẫn đó, tức là hãy an trú một phương thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, trên và dưới. Dạ, tức là mình ngồi xuống phương thứ nhất là trước mặt, thứ hai sau lưng, thứ ba bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới. Dạ, mong cho tất cả chúng sanh đều được an lạc. Dạ, đều được an lạc, tức là tâm từ. Mong cho tất cả chúng sanh được hết khổ là tâm bi.
mong cho chúng sanh tiếp tục được những điều hạnh phúc, đã hạnh phúc rồi còn tiếp tục hạnh phúc. Nhân kính cung thỉnh thừa giác cảnh cầm mic trở lại ạ. Dạ, quý vị có còn nghe được không? Dạ, dạ vâng. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ca Cú Sanh Há đã dạy chư tỳ kheo sống để làm thế nào cái tâm không có dao động trước những cái lời phỉ báng, trước những cái lời thóa mạ của các vị gia chủ. Và chúng ta nhớ những vị gia chủ này do bị ma ám, quỷ ám. Yeah. Nên các vị đó có một cái tâm sân si, thù hận, thù ghét các vị tỳ kheo. Đức Thế Tôn trong quá khứ cũng vậy, và trong hiện tại cũng vậy, và trong vị lai, tất cả chư Phật đều dạy rằng chúng ta đối với cái ma chướng, đối với những cái phiền não chướng, đối với cái nghịch chướng ở bên ngoài, thì luôn luôn sử dụng tâm từ bi hỷ xả. Những cái này nó rất có lợi trong đời sống, thưa quý vị. Tự như chúng ta luôn luôn mong mỏi rằng nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Sabbe satta sukhita hontu. Sabbe satta sukhita hontu, nguyện tất cả chúng sanh được an lạc. Nếu chúng ta thực tâm niệm điều đó, và dù là mình nhìn một người đang đối diện với mình, hay nghĩ về một người ở xa, hay chúng sanh lớn nhỏ, con chó, con mèo, hay tất cả chúng sanh, mong tất cả chúng sanh an lạc, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng đi. Ít nhất chúng ta nhớ như vậy. Khi mà mình mong mỏi cho người khác được hạnh phúc, mình không có lỗ lã gì hết. Chúng ta thường nghĩ rằng mình lỗ lã, tại vì sao vậy? Người đó là kẻ thù của mình, người đó chơi xấu với mình, tại sao mình mắc mớ gì phải mong cho người đó hạnh phúc? Chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ được an lạc hết. Bởi vì sao vậy? Tại vì mình nghĩ rằng mình hận thù người đó để mình hả giận. Nhưng mà hả giận cái gì, hay là chỉ giận thêm. Chúng ta thấy có bao giờ mình giận ai vì hận thù mình giận, mà mình thù oán người đó đâu, mà mình nuôi tâm thù oán mình bớt giận đâu. Do vậy, mỗi một ngày trước khi ngủ hay sau khi thức dậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Dạ. Sabbe satta sukhita hontu. Và nếu thêm nữa thì sabbe satta avera hontu, nguyện cho tất cả chúng sanh dứt trừ mọi quan kết. Sabbe satta aroga hontu, nguyện cho tất cả chúng sanh được chữa bệnh trường thọ. Nhất là trong thời buổi bây giờ, trước đại dịch xảy ra, chúng ta mong cho mọi người được chữa bệnh trường thọ. Những cái này nó giống như mình cái cây mà mình tưới nước vào. Quý vị thấy cây mà tưới nước nó mát mẻ và nó lên, thì cái thiện pháp hàng ngày mà chúng ta nuôi dưỡng tâm từ tâm bi rất lợi lạc. Và bất cứ trường hợp nào nghe người ta khổ vì chiến tranh, về bạo lực, về chiến tai, hỏa hoạn, đủ thứ chuyện, và nghe chúng sanh khổ. Dukkhapata chini dukkha phayapata chini phaya sokkhapata chini sokkha hontu sabbe vipanino. Và nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Chỉ một cái tâm niệm đơn giản như vậy mà tạo thành một thói quen, luôn luôn tạo thói quen. Thấy chúng sanh khổ là mong chúng sanh hết khổ. Điều đó nó có lợi lạc rất lớn, lợi lạc lớn lắm. Chúng ta nên nhớ như vậy là không phải kiếp nào mình sinh ra cũng gặp Phật Pháp, không phải kiếp nào mình sinh ra cũng gặp bản lành, không phải lúc nào mình sinh ra cũng gặp chùa chiền, gặp chư tăng, không phải lúc nào mình sinh ra cũng đọc những câu kinh. Có nhiều lúc chúng ta sanh một nơi mà chúng ta hoàn toàn có kiếp, không có được những trợ duyên đó, thì chúng ta rất là dễ sanh ác tâm. Một người có tâm từ tâm bi thì không có nuôi cái ác tâm với chúng sanh khác. Một người có tâm từ tâm bi á, khó mà phạm những cái tội đại nghịch bất đạo. Một người có tâm từ tâm bi á, khó mà sát sanh trộm cắp. Nhưng mà khi mà chúng ta không kéo á, thì cái tâm của mình nó dẫn vào thế giới của thù hận á, thì càng ngày nó càng đi xa thôi. Thành ra niệm tâm từ tâm bi rất là tốt. Sabbe satta sukhita hontu, nguyện muôn loài chúng sanh và được an lạc hạnh phúc, và dukkhapata chini dukkha
nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ. Tâm từ tâm bi đơn giản, càng niệm đơn giản càng tốt. Và những câu này mình đọc thuộc lòng như là những cái câu tâm kinh nhắc đi nhắc lại đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn lợi lạc. Và mỗi buổi tối đi ngủ, sáng thức dậy mở mắt ra nhớ đến từ bi, buổi tối đi ngủ nhớ đến từ bi, mở cửa xe nhớ đến từ bi, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, những chúng sanh đang khổ xin hết khổ. Đừng coi thường những tâm niệm nhỏ như vậy. Một khi mà chúng ta nuôi được những tâm niệm thường xuyên đó, thì tâm của chúng ta sẽ bớt đi hận thù, sẽ bớt đi sự sân hận. Và ở trong đời này, ai sống ít hận thù, ai sống ít sân hận, thì chúng ta sẽ thanh thản rất nhiều. Chúng ta hãy tin vào lời Phật dạy, đừng tin vào ma. Chúng ta phải tin vào Phật mới được. Đức Phật Ngài dạy chúng ta là chúng ta trưởng dưỡng, chúng ta nuôi dưỡng những cái tâm từ tâm bi đó, thì tâm của chúng ta sẽ nhẹ hơn, ít có phiền não hơn. Chúng ta nên tin vào lời Phật dạy. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Đề Đa Ma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào room. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ có lớp dạy Trung Bộ Kinh của Thượng Tọa Thích Nguyện. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con thành kính tri ân sư và đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tùy nhân.
tu sa pang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ka ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tham ba lu ka ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa